Hi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube Đồ Nghề Nhật Bãi ha anh em. Thì hôm nay mình sẽ lên sóng một suất luôn nha. Anh em xem có gì phù hợp thì liên hệ mình để đặt hàng. Thì đây, anh em vui lòng nhắn tin qua Zalo nha anh em. Tại vì một số anh em không có coi kỹ xong rồi hỏi mình là tại sao gọi không được, nhắn tin mình không trả lời. Là tại vì nhắn tin qua cái số điện thoại mình trả lời mình sẽ bị khóa sim rất là nhiều. Hai ba lần mình phải ra Viettel để mình xử lý cái vấn đề mình trả lời tin nhắn, tại vì nó tự mặc định mình là spam. Nên là anh em thông cảm giúp mình, khóa sim là mất sim luôn á, mấy lần bị mất ấy luôn. Thì anh em có thể nhắn tin qua Zalo nha anh em, đó địa chỉ trực tiếp của mình là đây, anh em có thể tới trực tiếp để lấy hàng, cách An Sương 2 km ha. Hoặc là anh em nào mà cảm thấy không phù hợp với anh em thì anh em có thể ra bãi tại nhà, đường qua nhà mình thì nó cũng gần để qua ra bãi luôn á, đó rất là thuận tiện nha anh em. Đó thì mình nói ở đây là mình không có ship xưa đi và cũng không có bao ship luôn, anh em mà xem phù hợp thì anh em coi tiếp để anh em mua, không thì anh em lướt qua để tránh mất thời gian của anh em cũng như là của chính mình. Tại vì một số anh em không có coi kỹ rồi hỏi mình thanh toán như thế nào đó, thì mình mất lòng trước để được lòng sau nha anh em. Nói chung là giấy trắng mực đen rõ ràng đầy đủ với anh em luôn nha. Rồi đầu tiên cái mã số 1 ở đây á thì mình có cái giá là 750.000. thì ở đây mình có hai cái món đồ là cái dây kịp hàng. Cái dây hàng thì nó dài 15m, giá của nó là 750, nó kẹp một cái cây kẹp hàng nữa. Thì cái cây này thì nó xấu về cái hình thức nhưng mà về cái sử dụng á thì nó ok nha nè. Đây ví dụ đây là một cái que hàng đi, thì khi mà anh em kẹp que nó sẽ không có bị chẹo hay là bị bất kỳ cái gì nha nè. Đó anh em sẽ kẹp vào cho nó đúng cái răng của nó nè. Ví dụ như anh em kẹp xéo, cái cây này thì nó hơi to, nó to hơn que hàng rất là nhiều, có thì anh em sẽ chấm đó, nó kẹp đúng cái ngàm của nó mới chắc được nha anh em. Hoặc là anh em kẹp thẳng, cái cây này thì nó hơi to hơn cái que hàng đó. Thì ở đây 15m dây là dây đồng của Nhật nha anh em. Thì dây thì nó sẽ cũng không có được đẹp, chẳng qua là họ bán rẻ thì mình mua. Đây dây đồng anh em, những cái chỗ này anh em về có thể bọc lại đó. Thì giá cái cuộn này nặng 5kg thì giá nó là 750 nha anh em, nặng khoảng 5-6kg. Em có thể cuốn lại một số như đây, họ cuốn đây là dây tháo từ máy Nhật luôn, đuôi nè, không đuôi thì anh em có thể cắt đi đó. Thì nó bị có một số chỗ thôi nha anh em, đó anh em có thể làm dây mét cũng được tại nó dài tới 15m. Tại vì cái dây đồng này bây giờ ngoài bãi mua rất là khó, tại vì mình chạy giá cái là họ kêu là để họ rã với chai hoặc bán đồng nha anh em. Nghe thì nó hơi phủ nhưng mà sự thật là tại vì đồng đang lên nên là họ có quyền nói như vậy đó. Rồi ha, giá 750.000 đó. Anh em có thể dùng cái dây này nó làm kẹp mát cũng được ha, không vấn đề. Giá là 750, mã số 1 nha anh em. Rồi tiếp theo mã số 2 ở đây nè, thì mình có một cái còi báo động, còi đèn còi báo động của Nhật nha anh em. Đây thì con này sử dụng điện 100V, điện 100V và nó có còi nữa đó, công suất của nó là 7W thôi. Thì nếu mà anh em mà muốn gắn trên xe hơi á, thì anh em phải sử dụng cái chuyển điện từ 12V sang 100V đây à. Thì cái này nó có sẵn bát cho anh em luôn, trong này là hai cái đường điện 100V nè, bên trong nó sử dụng mặt nó rất là đẹp nha anh em, cực kỳ đẹp luôn đó. Cái bóng này thì mình không biết nó có thay bóng led được không, bóng này cái chân cổ điện thì chắc không thay được, ở đây nó có vân vân để làm gì thì mình cũng không rành ha. Đó thì khi mà anh em đậy lại nó có một cái còi để báo động nữa nha anh em, mà không muốn sử dụng còi đó, thì anh em mở ba cái con ống này ra và nó có hai cái cọng dây ở bên này, anh em tháo bỏ. Nói chung anh em nhìn tháo cái này ra là anh em sẽ biết cái đường để bắt liền. Cái này là để bắt vô xe nè, cái bát sẵn ốc luôn nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ test cho anh em. Thì cái dây đỏ này là cái dây bọ nè, thì cái dây đen dây trắng là điện AC 100V. đây mình sẽ test cho anh em, vì mình chưa có phích cắm nên mình sẽ test bằng cái cách này để mình cắm nó vô. Đây nó tuột ra rồi, để mình cắm lại. Đây khi mà anh em bật lên nè, nó sẽ kêu đó,
anh em có thể ngắt cái còi đi bằng cái cách cắt cái cọng dây bên này, cắt cái cọng dây này nha anh em, dây ngay chỗ bên này, còn cái này là đường điện. Nói chung là anh em mở cái này ra là em thấy cái đường để cắt cái còi liền đó. Cái này thì giá là 400, có cả còi có cả ấy luôn nha anh em. Nó xài mạch điện tử nên là ở đây nó để cái thông số là 12V và nè, anh em thấy không, 2V 5W và AC 100V đó, nó tự chuyển điện để xài cái còi ha. Giá mã số 2 là giá 400.000 nha anh em. Rồi tiếp theo mã số 3, mã số 3 3A đi, mã số 3A 3A ở đây giá là 200. Thì ở đây mình có một cái đế nhôm mà mình cũng không có biết công dụng của nó là gì, thấy họ bán rẻ thì mua thôi. Đây chiều dài của nó nè, cái phần nhôm nè là 80 nha anh em, à 18 nè, chiều ngang là bằng 7. Thì ở đây nó có những cái bộ ti ti chỉnh một những cái bộ điều tiết và ống hơi để anh em cắm ống hơi. Cái này thì anh em sẽ bắt vào tường, ở đây nó sẽ có bốn cái đầu chia hơi, hơi ra hơi vào gì ở đây nè. Thì cái này là cái tiết lưu, thì ở đây là những cái khớp bằng inox nha anh em, những cái khớp này là bằng inox 100% inox nè. Inox đây là nhôm, đế này thì đế bằng sắt, đế này bằng nhôm luôn nha anh em, chỉ có phần này là bằng sắt thôi đó ha. Thì anh em có thể coi anh em nghiên cứu nó là cái gì, chứ mình thật sự mình không rành nó là cái gì. Giá của nó là 200.000 ha. Cái này là anh em sẽ chỉnh lưu lượng ép nè, mình mở ra hết luôn đó. Thì trong này nó là lò xo inox nè, còn là cái gì thì mình không rành. Nhôm rất là đẹp nha anh em, cực kỳ đẹp luôn đó. Khớp nối thị lực ống này kia còn anh em chỉ mua ống gắn vào thôi, ống lớn ống nhỏ gì đó tùy ha. Giá mã số 3A giá là 200.000. Rồi tiếp theo mã số 3 này, 3B giá là 350. Cái cây này thì mình bán từ hồi tháng 7 nhưng mà khách lâu quá không thấy nên là mình đăng bán lại, giá nó là 350. Cái cây này là cây gậy chụp hình của hãng của Nhật ha anh em ha, của Nhật ở đây ra ba. Thì một số cái này nếu mà rửa thì nó sẽ hay bị mất chữ ở đây nè, là mình không có rửa, của hãng Hakuba. Ở đây thì nó có một vài cái điểm do là hàng bãi để lâu ngày nó sẽ bị cái tình trạng vậy ha. Thì khi mà thu gọn vào cây này rất là gọn, nó không hết 500 nha anh em, chiều dài của nó chỉ khoảng tầm 22 ha, 22. Và khi mà anh em kéo ra hết á, mình kéo sơ thôi nha anh em nha. Đó, khi mà anh em kéo ra hết á, chân rất là đẹp nha. Đó, kéo ra hết thì nó khoảng tầm 1m107. Thì nếu mà anh em giật lên thì nó cao khoảng tầm 80 nha anh em nha, cao khoảng tầm 80. Anh em thu vào rất là gọn, cây này cầm rất là chắc và nó không có bị lỏng lẻo. Anh em chỉ mua cái đế gài điện thoại thôi, là cái cây này anh em đi du lịch là ok rồi ha. Đó đây à, cái khớp này là khớp khóa, cái này anh em có thể lật ngang nè, lật điều chỉnh lật ngang. Cái này nó chia làm hai phần, ví dụ như anh em lật ngang ở đây đi, đây cái này anh em sẽ lật ngang đó, còn cái này anh em sẽ chúi xuống thì nó sẽ tạo ra cái góc. Còn khi mà anh em siết nè, đó rất là cứng ha. Giá 3B, cây gậy chụp hình 350.000 nha anh em. Đó đây mình sẽ mở cái này ra. Rồi thì khi mà anh em xếp gọn lại nó sẽ ra cái hình như vậy, qua bên này xếp cho nó dễ. Rồi đó ha, rất là gọn gàng cứng cáp. Thì hàng bãi thì nó sẽ chạy nha anh em vui lòng coi kỹ, nó chạy sơ sơ. Và đây thì nó có nổ cái lớp xi của nó một xíu vào đây đó, để tránh cái trường hợp anh em mua về xong mà kêu thất vọng quá thế này kia, trong khi lên clip cái gì nó có vấn đề vậy mình nói rõ rất là rõ ràng. Thì những cái trường hợp như vậy mình không trả lời, xong rồi họ bóc phốt mình thì mình cũng kệ luôn, tại vì tất cả mọi thứ mình đều nói rõ trên clip, chẳng qua là anh em không coi thôi. Anh em muốn chốt nhanh thì giống như mình ra ngoài bãi mình mua hàng cũng vậy, mình mua nhanh quá mà mình không coi kỹ thì chấp nhận thôi ha. Rồi tiếp theo mã số 4, mã số 4 ở đây thì mình có một cái cây mài khuôn. Đây cây mài khuôn điện 12V, công suất là không biết bao nhiêu nhưng mà dòng ăn của nó hoạt động bình thường là 4.5A ha, của hãng Fuji Loto. Cái dòng này thằng này thì nó vẫn sản xuất điện nữa nha anh em, DC 12V 4.6, thằng này tua của nó trên 20.000 vòng đó.
Ở đây thì nó có mắc kèm theo một cái bộ của nem nữa cho anh em. Bộ này là bộ gỗ của Nhật, nó cốt 3 ly là dài xài cho cái thằng này luôn. Anh em muốn mở cái thằng này ra, anh em sẽ đút cái ấy vô đây, cái gì đó, cái cây cây lục giác hoặc cái gì vô đây, xong anh em sẽ vặn con gốc vào đây thì anh em sẽ nhét vô được. Dây này dây zin luôn nha anh em, sử dụng điện 12V. Giá nguyên bộ gồm hai món này là 850 ngàn. Bên trong thằng này là như mới luôn nha anh em, như mới luôn, nguyên zin 100%. Và mình có mở ra để mình kiểm tra xem nó có bị gì không không, thì nó là như mới, để tránh cái trường hợp mà anh em về anh em mở ra anh em lại kêu nó cũ này kia. Mình mở ra rồi ha, nhưng mà nó nguyên zin, không thay thế phụ tùng bất kể gì. Anh em có thể mở ra thấy cái nào mình thay cái gì hoặc là sửa chữa cái gì đó, gấp đôi tiền, đơn giản vậy thôi. Đây, và bây giờ mình sẽ kẹp thử cho anh em. Cái này sử dụng bình 12V nha anh em. Đó, 12V, bật công tắc nè, chạy siêu êm. Đó, mình sẽ đo cái ampe của nó. Mình sẽ đo cái ampe của nó để coi. À, chạy rất là êm. Con này tua nhanh nha nè, tua rất là nhanh, tua nó khoảng tầm trên 20.000 vòng á. Đó, thì trọng bộ cả này là 850.000 nha nè. Đó, rất là rõ ràng cho anh em. Rồi, mã số 4, 850.000. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 ở đây thì mình có một cái cục đá mài còn mới nguyên này, chưa có sử dụng, của Nhật nha nè, để dành cho anh em mài dao mài kéo nè, mài dao mài kéo mài rìu mài quốc mài gì đó ha. Thì đây là cái cách hướng dẫn, thì đây nó sẽ có hai mặt cho anh em. Một mặt này là mặt phá nè, khi mà anh em mài mịn thì anh em lật lấy mặt này lại. Thì cái kích thước của cái viên đá này đó, hoặc là anh em để nhà bếp cũng được. Chiều dài của nó là 15 nha anh em, chiều ngang của nó là 5 ha. Và độ dày của nó là khoảng tầm 2.5 phân đây, 2.5 ha. Đó, thì cái này là mới nha nè, mới chưa xài ha. Thì hàng bãi thì nó sẽ rách rưới. Đó, thì giá của nó là 300.000 cho anh em nào mà để cái góc bếp hoặc là gì đó. Đây, nó để rất là rõ ràng ha, mà dao mà kéo, nói chung là phải biết mài thì mới mài được. Đó, giá 300. Rồi, tiếp theo mã số 6. Mã số 6 ở đây thì đây mình có một cái cụ dây thước inox, chiều dài của nó là khoảng 3 mét. Thì ở đây nó dính mấy cái ổ khóa thì mình chưa có nghiên cứu mình mở. Hôm trước mình có đăng bán thì khách lại gặp xong, nhưng mà lại không thấy chuyển khoản nên là mình thôi ha, chứ nó không bị vấn đề gì. Cái này là inox không có hết 500, thì nó dán theo cái mình mà mình đo thủ công á, thì nó khoảng tầm 3 mét. Tại vì nó xích cái này lại, một là anh em có thể về nghiên cứu anh em tháo, hai là anh em cắt cái này luôn. Cắt thì anh em sẽ mất hai cái ổ khóa, còn giữ lại thì anh em sẽ được hai cái ổ khóa, nhưng mà mất công anh em phải mò. Đây nè, cái này là của cái đợt trước mình đăng bán nè, thì bây giờ giá nó vẫn vậy nha anh em, mã số 6 nè. Đó, cái này xích của nó là, để mình đo xích của nó là khoảng 5 ly nha anh em. Cái độ dày của xích đó, của cái mắt xích đó, là 5 ly, nó là bằng inox nha. Chiều dài là 3 mét. Đó, mình sẽ bóc cái mã cũ này ra, tại vì mình gói hàng luôn rồi, mình chỉ chờ là khách chuyện là giao thôi, nhưng mà không có chuyển khoản nên mình hồi lại nha anh em. Đó, mã số 6, giá 350.000. Rồi, tiếp theo mã số 7. Mã số 7 ở đây, giá là 700.000. Thì đây mình có một cái cây kìm bấm hàm rộng của hãng Super ha. Thì cây này là hàng bãi, thì nó sẽ có một cái số chỗ nó đen do cái nó để lâu ngày ngoài bãi á. Thì còn về tổng thể thì nó rất là đẹp nha anh em. Đây, của Nhật. Thì cái này thì nó, nếu mà anh em sử dụng ở cái góc rộng á, thì anh em đẩy nó lên đây. Và cái mỏ này là mới, gần như chưa xài luôn nha anh em. Mới, dính dơ, dính cát, dính đất nè. Đó, cái này mình chưa vệ sinh luôn á. Đó, rất là đẹp ha, không có dập, không có mẹ, không có ấy luôn, gần như là chưa xài. Đó, giá của nó là 700. Nếu anh em sẽ tăng chỉnh ở cái cỡ này ha, nếu mà anh em kẹp cái vật nhỏ thì anh em chỉ việc canh chỉnh nó theo cái cỡ này nè, anh em có thể mở ra, mở tới theo cái mức mà anh em muốn ha. Đó, xong anh em sẽ tăng chỉnh cái này vô, rồi xong anh em kẹp cái này là nó tăng chỉnh cái độ chặt nè,
cái độ chặt cái mà anh em cần kẹp ha. Đó, giá của nó là 700, rất là mới, rất là đẹp. Đó, SG100 của hãng Super ha. Chiều dài của nó chỉ tầm khoảng tầm 25, tính từ mỏ tới phần đuôi nha anh em. Đó, từ mỏ đến phần đuôi là đúng 25 luôn. Đây, phần đuôi là phần này, đúng 25 ha. Giá mã số 7 là 700. Rồi, tiếp theo mã số 8. Mã số 8 thì ở đây mình có một cái cây cây cần lực của hãng Tonichi. Cây cần lực này rất là độc. Cây này nó rất là nhỏ thôi, nó chỉ khoảng tầm có, nó không phải khoảng tầm nữa mà nó chính xác nó là 6 Newton. Nghe nè, 6 Newton, anh em có thể nhìn thấy ở đây của hãng Tonichi. Made in Japan ở đây, và trên này cũng là chữ Made in Japan. Thì cái cây này thì mình là cái cây mini. Cái cây mini nha, nó là đây, cái mã số của nó đây. Thì nó đầu này chỉ là đầu 1/4 thôi. Nó rất là nhỏ ha, chiều dài của nó là 21. Đây, tại sao nó mắc thì thường anh em hay thấy là những cái cây lớn người ta bán 700-800 ngàn này kia, nó rẻ hơn. Còn cái cây này là dành cho anh em những cái công việc nó chính xác. Thứ nhất là cái đầu này anh em có thể tháo ra, anh em thay được nè, anh em rút cái này lên đó thì nó sẽ còn cái cần ha. Đó ha, đây là cái đầu 1/4, đầu 1/4 đó. Cái thứ hai là cái dại lực của nó. Cái dại lực của nó anh em sẽ canh chỉnh được ở cái mức là 0,05 nha anh em. Ví dụ như anh em, mình mở cái này ra, anh em vặn đi, anh em ở đây nó sẽ có dại lực là 1 nè, mình sẽ về nó là về 0, 0 là nằm ngay đây. Ví dụ như anh em chỉ vặn có mức 0.05 này nha anh em, cái dại, cái đường chia của nó là 0,05 đó, nó có nghĩa nó rất là nhỏ đó. Và khi mà anh em quay đủ một vòng ở đây là 0,5 nè, tới 0,5, xong rồi anh em quay một vòng nữa nó sẽ tới là 2 Newton nha anh em. Đó, tới 1,5 đây, cái vạch là chia nó rất là nhỏ. Đó, anh em về đây nè là không có Newton nào nè ha. Nói chung nó rất là nhỏ nha anh em. Chiều dài của nó chỉ khoảng tầm có mười mấy thôi. Đó, chiều dài khoảng tầm 21 thôi, nó rất là nhỏ, cái ngón tay cái của mình đè có thể mất luôn cái đầu. Đó, nó làm dành cho những anh em nào mà chơi những con ốc trên xe đạp mắc tiền ha. Chứ nó không phải để làm những cái công việc mà trong máy móc này kia. Đó, cái dại lực của nó, mình nói lại nha, nó chia là 0,05 như anh em thấy ở đây. Tại cái này nó do bị dính dầu đây, với lại do ánh sáng lên clip nó sẽ bị chói. Đây, 0,05 nha anh em. Dại lực nó rất là nhỏ, chính vì nhỏ nên nó sẽ mắc. Giá là 1.100.000. Rồi, tiếp theo mã số 9. Mã số 9 ở đây thì mình có một cái cây mỏ lít răng của hãng Ridgid của Mỹ. Mỏ lít nhôm 14 ly à, 14 inch, rất là đẹp nha anh em. Chiều dài là 350mm nè. Đó, thì mình không cần đo lại cho anh em thấy ha. Hãng Ridgid alumi nhôm, răng cọ cũng rất là đẹp luôn nha anh em. Đây, mình sẽ mở răng cho anh em coi. Mở xa ra. Đây. Đó, răng nè. Gần như là chưa xài luôn nha anh em. Trên dưới nè. Đó, anh em có thể tự thẩm định. Đó, nó mới, cực kỳ mới luôn. Đó, để mình lật lại cái nữa. Cái này là mình chưa có xịt cái dầu để bôi, để phủ nha anh em. Để phụ cho nó, cái này là mình chỉ mới chà thôi, chưa có xịt cái dưỡng ha. Giá của nó là 450.000. Đó, tổng quan. Rồi, tiếp theo mã số 10. Mã số 10 ở đây thì mình có hai cái, giá là 350.000. Hai cái vòi xịt hơi của hãng Kurita. Của hãng Kurita. Rồi, để mình bật cái máy hơi và mình sẽ test thử cho anh em luôn. Đây, thì cái này á nó xấu thôi nha, mình bán cái này mình bán không bảo hành cho anh em, tại vì nó là hàng vải. Đây, nó rất xấu đó, anh em có thể coi tổng quan nó rất là xấu, nhưng mà về cái công năng sử dụng thì nó ok, không vấn đề. Ở đây thì hai cái đầu của nó là hai cái đầu chỉnh áp. Nếu mà anh em muốn to thì anh em khoan cái lỗ bên này to ra bằng này thì nó sẽ mạnh đó. Đây, mình sẽ test ở đây nha anh em, hai cây. Ví dụ như anh em sử dụng nè, đó, khi mà anh em vặn sát vào, vặn ra thì anh em sẽ không có xịt được. Đó, nó rất là yếu. Đó, hết hơi luôn nè.
nó không có ra nữa. Còn khi mà anh em vặn hết vào á, thì cái này là hàng bãi xấu xí, mình bán giá là 350.000 nha anh em. Hai cái, cái giá này anh em ra ngoài bãi anh em sẽ không mua được luôn, kể cả nó xấu như vậy, mình bảo đảm. Đó, đa số giờ đồ hơi mà bãi họ bán ra cái là 200, 250, có xì sọt gì cũng kệ, không có thử thiết gì đó, mua liều mua lì. Đó, mã số 10, 350, hai cái nha anh em, mình không bán một cái nha. Một cái thì 250. Rồi. Tiếp theo mã số 11. Mã số 11 ở đây thì mình có một cái chia hơi. Chia hơi thành hai, giá là 300.000 ha. Thì cái này là cái đầu chia hơi tự động của Nhật. Cái thân này thì bằng nhôm. Cái thân này bằng nhôm nè. Đó, cái này là răng 13 để anh em vặn vào máy hay vào bất kỳ đâu đó. Đó, cái này thì nó sẽ là cái tự động ha. Anh em sẽ cắm vào như vậy thì nó sẽ tự động nó nhảy lên. Ha, nó tự động nó nhảy lên. Cái này mình chưa có vô nhớt để cho nó nhảy lên. Đó. Ha, thì anh em nó sẽ tự động và khi anh em mở ra nó cũng dễ dàng. Đó. Ha, cắm vào tự động nó lên. Đó, cái chia hơi giá là 300.000. Cái này của Nhật thì nó không có ghi là hãng gì hết. Nó chỉ có tiếng Nhật ở trên đó thôi. Ha. Đó, rất là đẹp ha, tự động nha anh em. Cái loại này là loại tự động chia làm hai, răng 13. Mã 11 giá là 300.000. Rồi, tiếp theo mã 12. Mã 12 ở đây mình có một cây tự cần tự động 1/2. Mã số 12 giá là 300 của hãng Mitoloy 449. Cái này ngoài đời rất đẹp nhưng mà do cái ánh đèn với lên hình thì nó hay bị phản chiếu nên anh em sẽ nhìn thấy nó chói và nó xấu ra băng. Rất là đẹp nha anh em. Ở cái này là cái con ốc 21 nè. 21 đạo chiều đầy đủ. Ha, Mitoloy. Mã số 25, à mã số 12, giá là 300.000, chiều dài của nó là 25. Nha anh em. Cực kỳ đẹp luôn. Ốc zin nguyên con, chưa có đụng chạm không gì, về chỉ vệ sinh thôi. Giá là 300.000. Mã số 12. Rồi, tiếp theo mã số 13. Mã số 13 thì đợi mình bật cái mỏ hàng lên nha anh em. Mã số 13 thì ở đây mình có một cái cuộn chì. Cuộn chì. Cuộn chì giá là 250.000. Chì này là chì lớn dành cho anh em nào mà hàng những cái lớn như là dây điện lớn á, hoặc là dây máy hàng, hoặc là dây gì đó. Đó, dây cỡ lớn nha anh em, của Nhật. Cái này thì nó có sẵn nhựa thông ở đây nên là khi anh em hàng nó nhẹ điện lắm, nó không có bị nặng điện nha anh em. Đó, nó không có bị anh em phải vệ sinh mỏ hàng này chứ không có, tại vì nó có sẵn nhựa thông luôn. Nó hàng ra, tại vì chì này là cái cọng nó rất là to. Cái cọng nó là cái cọng 2 ly á, 2 ly rưỡi á. Ha. Cộng này cộng 2 ly mấy 3 ly á. Đó, nặng khoảng nửa ký. Thì giá của nó là 250.000. Tại vì cái này nó có sẵn nhựa thông nên là nó sẽ mắc hơn cái chì kia nha. Ở đây mình sử dụng một cái mỏ hàng là điện nó có 65W thôi. Đây. Để mình test cho anh em, nó không kèm mỏ hàng nha anh em. Đây. Mình sử dụng để test cho anh em. Đây ha, khi mà mình chọt vào nè. Đợi một xíu cho nó nóng, đó, nó bắt đầu nó nóng rồi. Thì cái này nó chạy rất là nhanh, tại vì anh em biết sao, nó nhẹ điện và nó có sẵn nhựa thông luôn. Đây, mình sẽ để nó nhiễu xuống dưới và mình gom cái nhựa thông nó lại cho nó, cho anh em biết cái chức năng nhựa thông. Ha. Ha. Rồi. Đó, khi mà nó có nhựa thông đó, thì cái vết hàng nó sẽ bóng nha anh em, nó bóng nóng quá đó. Nhựa thông tại vì nó còn dính dưới đất nữa. Thì khi mà có nhựa thông cái vết hàng nó rất là bóng ha, mà anh em không cần phải xử lý. Đó. Giá là 250.000. Mã số 13. Rồi, tiếp theo mã số 14. Mã số 14 thì ở đây là một cái hộp điện rò le giá là 300.000. Cái con này tại vì bên ngoài nó không có sử dụng cái thông số nên là mình nhìn sơ qua bên trong thôi, mình thấy nó xài được 200V nè. À, thì chút nữa mình sẽ mở ra. Con này là chưa sử dụng nha anh em. Chưa sử dụng. Con này là cái rò le khí. Kích thước nó rất là nhỏ, gọn. Đây. Ngang nó 8 nè. Cao khoảng tầm 6. Con này của hãng Sawa gì đó, rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em coi bên trong. Đây. Đó, chưa xài luôn. Anh em về anh em tự nghiên cứu cách đấu điện nha. Đâu rồi? Cái tem của nó đâu rồi ta? Đây. Tem của nó đây, đóng mở nè, xài được 200V và 24V nữa nha anh em. Đó, cái sơ đồ đấu điện nè,
cái mạch điện ở đây 123, ở đây nó đánh số luôn nha anh em, 135 chứ đó, ở đây nó đánh số nè, 3 nè, 5. Anh em về nghiên cứu đi, tại vì cái này chưa xài, chưa mò, mình cũng chưa rành nữa. Còn cái này là anh em điều chỉnh cái áp ngắt đóng mở, và đây là cái đường hơi vào, rất là đẹp nha, chưa xài, dấu niêm phong này kia còn rất là nhiều đó ha, 7 màu len kia mà mình không có biết là cái gì. Thì cái này khi mà anh em sử dụng á, anh em không có được bỏ này, anh em để đây luôn, tại vì nó tránh cho việc dây điện anh em vào nó bị cạ nè, cái chỗ này là chỗ bắt mát đó. Thì khi mà anh em sử dụng, anh em đục cái lỗ xuyên qua đây thì cái vành cao su này nó sẽ giữ cho cọng dây điện nó không có bị cạ vô đây và nó rách cái cọng dây điện nha anh em. Đó, nó sẽ xài được là AC 110, nói chung là 110 220V và DC 20V nha anh em, 24V đó, điện nào cũng chơi được. Con này rất là hay mà mình không có rành cái chuyên môn này, nhiều anh em sẽ kêu là mình test không, mình không có máy để test và mình cũng không có rành về điện, mình chỉ thấy nó đẹp thì mình mua và mình bán và mình bao cho anh em. Có lỗi là mình nhận đổi trả liền chứ không có lằng nhằng lề nghề nha anh em. Đó, mã số 14 giá là 300.000 à, rất là đẹp. Cái này anh em có thể bắt vô tường, bắt cái kịch rất là đẹp đó. Mã số 14 giá 300. Rồi tiếp theo mã số 15, mã số 15 cũng là 300 luôn. Thì đây là một cái bơm xe đạp mini của hãng Barbie. Thì cái cây này nó dành cho anh em nào bơm xe đạp thôi nha anh em, xe đạp đua, tại vì anh em thấy cái số ký nó hiển thị ở đây là lên tới 8 ký, 8 ký là tối đa, nhưng mà nếu mà anh em bơm bằng cái tay này thì nó khoảng 4 đến 6 ký là bình thường ha. Nó ngắn hơn, cái đòn của nó rất là ngắn. Rồi nè, đây mình sẽ thử ép hơi bằng cái này lên đó, nó lên rồi nè anh em đó, tại tay mình giữ không có vững. Thì nó rất là gọn, chiều dài của nó là khoảng tầm 15, chiều ngang kính luôn cái cần này nó chỉ có khoảng 6 đến 7 thôi à. Đó. Anh em, con này áp rất là lớn. Cái này là cái gì thì mình cũng không có rành luôn. Không rành, cái này không biết là gì, thấy nó dài quá mình cũng làm biếng mình mở ha. Giá của cái cây bơm này là 300.000. Nói chung anh em nào muốn nghiên cứu thì anh em về nghiên cứu đó. Bơm nè, rất là mạnh nha anh em đó. Tay mình giữ không có nổi, cái lực tay mình giữ không thể nào được bằng cái này hết á ha. Giá của nó là 300.000 cho anh em. À, tiếp theo mã 16 nha nè, mã 16 thì giá là 650.000. Thì đây là một cái bộ lục giác thụy sĩ của hãng BB đó, nó chỉ từ 1.5 đến 8 thôi, và cái loại này nó rất là ngắn, nó ngắn để giúp cho một số cái vị trí mà góc kẹt á, anh em không có thể dùng cái cây dài, khi mà anh em quay nó sẽ bị vướng. Thì cây dài nhất của nó chỉ có 120 thôi nha anh em đó, 120, xong rồi xuống kia là còn khoảng tầm 100 đó, nó sẽ rất là ngắn. Thì cây dài nhất của nó là 8 ly thì nó sẽ là 120 ly á, là dài. Thì cái cây này là không có lai một cái nào hết nha anh em. Nè, để cho anh em coi từng cái phần đầu, nó rất là đẹp nha, không có vặn vẹo, không có gì, phần đít luôn nè đó. À, gần như là chưa xài, rất là đẹp, để mình đẩy xuống cho anh em coi cho nó rõ đó. À, rất là đẹp ha. Thì cái này ở đây là của BP, thì mỗi cây nó đều khắc là BP nè. Đó, switch mắt có nghĩa là thụy sĩ nha anh em, để mình quay qua. Đó, bắt đầu xuống tới cái cây nhỏ nè. Cây nhỏ thì họ sẽ khắc là PP nha anh em. PP chứ không phải là nó like đâu. Kể cả anh em có mua mới từ hãng ra hay này kia thì nó vẫn là sẽ như vậy. Đó, cái cây cuối cùng, thậm chí là cái cây cuối cùng luôn. Cây cuối cùng 1.5 họ không khắc luôn. Đó, 1.5 nè, 2 nè, 2.5 là mình bảo đảm là không like luôn nha anh em. Anh em nào mà có người khác bán, hoặc là anh em có nào mà bộ mới từ hãng ra, anh em có thể so sánh luôn nha anh em. Là cái này là không lai, là nguyên một vị luôn ha. Đó, nguyên một vị đầy đủ của nó. Đây, rất là đẹp, giá là 650.000. Rồi, tiếp theo mã số 17. Mã 17 ở đây thì mình có một cái cây bơm bánh, cây đo hơi bánh xe. Đây, giá là 700. Thì ở đây nó sẽ là một cái đầu đo.
là anh em sẽ cặp vào đây. Còn anh em ấy thì anh em có thể cái đầu bơm ở đây, cái này anh em có thể tháo rời. Nó sử dụng cái đầu tự động thì cuối clip mình sẽ test cho anh em để cho anh em biết cái công năng của cái đầu rời này nó như thế nào. À, cái đầu rời này rất là độc, ở Việt Nam mình bảo đảm là không bán luôn ha, tại vì cái này giống như là đồ thủ công của bên họ sử dụng á, đó của hãng IKK nha anh em. Đó thì cái này nó chỉ là cái dầu bôi trơn thôi đó, chứ nó không phải là bị diễn nha anh em. Đó, cuối clip thì mình sẽ test luôn cho anh em, giá là 700. Thì những cái món nào mà mình test mình sẽ bỏ riêng ra. Và tiếp theo mã 18 ở đây giá là 450. Thì ở đây nó có một cái hộp của hãng Kakudai. Cái hãng này là chuyên sản xuất đồ nước ở bên Nhật anh em. Thì ở đây mình không biết nó là cái gì, nhưng mà mình thấy nó đẹp quá nên mình mua thôi. Mình mua. Thì đây là cái đồ làm ống nước, hoặc là anh em sử dụng để anh em bắt những cái bộ phận nước ở cái nơi mà nó dễ bị sét, và nó ở cái gọi là cái khắc nghiệt á, ngoài trời hoặc là gì, hoặc ở độ ẩm cao để tránh bị sét. Ở đây nó là những cái răng thông dụng của mình nha anh em. Như cái này nè, là cái răng 27 nha anh em, răng 27. Cái này là răng từ răng 42 chuyển xuống răng 34, chuyển xuống răng 27. Đây, bên ngoài là 42, thì những cái này nó là inox. Đó, và đây là này là răng 13, cái này nối răng 13, đây là hai đoạn. Đó, đây, cái còn cái này thì nó là răng 42 nè, nó sẽ lớn hơn cái này. Đó. Đây, để mình lấy cái van này ra. Thì cái này anh em có thể tháo cái phần này ra để anh em sử dụng cái van. À, cái van bi đó, rất là nhẹ nhàng. Và cái này mới cực kỳ đẹp luôn nha anh em, nó rất là đẹp, nó ma mị lắm đó. Đây, cái này anh em có thể gắn vào đây. Mình tại vì nó không có sổ sách gì nên là mình cũng không có rành nó dùng để làm gì đó, hoặc là anh em gắn thiết bị nước của anh em hay này kia. Ở đây nó có những cái phốt nè, để khi mà anh em gắn á, anh em gắn vào, anh em sẽ dùng cái phốt để anh em siết chặt, và thêm cao su non bên ngoài nữa nha anh em. Đó, để hai cái này nó không có bị ép vô nhau nè. Đó, ở đây có phốt cho anh em. Thì mình không biết nó thiếu hay đủ, tại vì nó không có cái gì gọi là để biết cái bộ này làm cái gì, nên là cũng không thể biết được nó thiếu hay đủ đâu. Đó, cái phốt đó, cái này anh em có thể tháo rời được nha. Đó, những cái này là bằng inox rất là đẹp. Cái nước xi này của nó giống của mấy cái hàng cao cấp Toto á. À, mình thì không có rành nó để làm gì. Những cái này là những cái răng thông dụng của mình nha anh em, nên là anh em không có phải lo là răng bình thường hay là răng gì, nó là những cái răng phổ thông của mình á. Nước nè, răng này răng 27 nè, răng này răng 42 nha anh em. Gia công rất là đẹp, hoàn thiện inox. Cực kỳ đẹp luôn. Đây nè, chuyển từ răng 42 sang răng 27 nè. Đó, ví dụ như anh em vặn vào cái răng 42 thì nó sẽ ra bên trong này là 27, hai cục như vậy. Đó. À, đây là cái phần mình thấy nó có một cái ống nước trong này, cái co. Co rất là đẹp luôn, co đồng. Nó cũng chẳng biết để làm gì. Thì cái bộ này mình bán giá là 450. Nha anh em, 450. Đó, nó có một bên móc thôi, bên móc này mất đâu rồi, mất ngoài bãi rồi. Đó. Cái van thôi, van với mấy cái con nối này kia. Nói chung đồ inox của Nhật anh em, và nó rất là đã luôn, nó rất là sắc sảo chứ nó không có thô, tại vì cái thằng này nó còn xi một cái lớp chống ăn mòn cực kỳ cao luôn. Xi rất là đẹp mà mình không hiểu nó để làm gì nữa. Nhưng mà đó, nếu mà anh em bắt ở một số cái vị trí nước này kia thì anh em có thể sử dụng những cái co răng này, những cái khớp nối này. Khớp nối này xài được cho máy rửa xe. Đó, cho được máy rửa xe luôn ha. Cái van này nữa, van này chống ăn mòn cực kỳ cao luôn. Đẹp lắm. Rồi, tiếp theo mã 19. Mã 19 thì ở đây mình nói rõ cái cây khò này nó bị hư cái IC nha nè. Mình đánh lửa nó không có lên, nên là mình sử dụng hộp quẹt để mồi. Thì cây này là của Nhật, giá là 650. Cây này thì nó không hư IC, anh em để nguyên, anh em xài cũng được, hoặc là anh em biết thay thì anh em thay IC, còn không thay cũng chả sao, không ảnh hưởng gì. Anh em chỉ dùng cái hộp quẹt để mồi thôi. Thì chút nữa mình sẽ test cho anh em ha. Cái này cuối clip mình test cho anh em nguyên zin. Đó, 650.000 ha, cái kho. Rồi, tiếp theo mã 20. Mã 20 ở đây là một cái
cái ép bịch nhưng mà bị hư rồi. Hư ha, nó mới tin rồi nhưng mà không hiểu sao nó bị hư. Đây. Đó. Giá là 150 nha anh em. Anh em nào rành thì về anh em nghiên cứu. Đó, mình nói chung nó nguyên zin, chưa qua sửa chữa hay gì hết. Mình chỉ mở ra để mình kiểm coi thôi chứ mình không có sửa chữa hoặc là thay thế cái gì hết á. Đó. Đây. Ha, rất là đẹp bên trong nè, cực kỳ đẹp luôn mà không hiểu sao nó bị hư cái gì. Hư mạch hoặc là hư gì anh em có thể nghiên cứu nha, giá 150. Đó, rất là đẹp. Đây. Biến áp của nó nè, điện 100V nha anh em. Công suất là bao nhiêu watt ta? Công suất hình như là 200W, lâu quá mình không nhớ. Để mình vặn cái này vô. Đó, cái này thì mua bãi về cắm điện không lên nha anh em, nên mình sẽ thanh lý, chưa đụng chạm, chưa sửa chữa. Đó, chị mở ra coi có bị đứt dây không thôi. Haco FV802. Con này cỡ lớn. Điện là 100V, công suất là 260W, nhiệt tối đa là 100 độ C. Con này thực sự nó rất là nóng nhưng mà nó không hoạt động thì thua. Giá 150 nha. Rồi, tiếp theo mã 21. 21 ở đây thì mình có một cái đầu kẹp khoang BT60. Giá là 1.600.000. Đó, ngoài bãi bây giờ họ đã bán 1.500.000 rồi. Anh em có thể ra ngoài đó anh em mua nếu mà anh em nào có nhu cầu. Thì đây là cái đầu Nikken BT50 GTA6-45 ha. Hoàn hảo, đẹp len ken. Đây, còn cái kẹp khoang này là cái kẹp Yukiwa. Kẹp từ 0 đến 13 ly tự động nha anh em. Yukiwa này rất là đẹp. Sao ba? Đó là C13 gạch GT6. Đây. Ha. Cực kỳ đẹp luôn. Đó, mở ra hoạt động này kia là hoàn hảo nha anh em về có thể bôi thêm miếng nhớt này kia nữa. Con này là mình đã làm khô rất là sạch rồi. Đó, mình làm khô rồi nha. Ha. Rất là êm. Đó. Ha. Đầu này đầu BT50 nha anh em. BT50. Đó, thông số tất cả mọi thứ rõ ràng, đẹp không có sức mẹ, zin nguyên con. Giá là 1.600.000. Rồi tiếp theo mã số 22. Mã số 22 ở đây á thì nó là một cái thử bình ắc quy. Đây. Cái thử bình ắc quy này điện nó là 12 và 24V. Cái con này dành cho anh em là bình ắc quy. Thì ở đây nó sẽ thử được tối đa là bình 150A. Đó. Ha, anh em cái chấm này nè, anh em vặn lên tới đâu thì nó ví dụ như anh em thử cái bình 100A đi, anh em vặn lên đây và anh em kẹp cái bình vô. Cái này là nối đất nè và anh em sẽ thử được cái lưu lượng ampe của nó nha anh em. Đó, cái này thì nó bị mất một con ốc một bên, con này là zin nguyên con, không có sửa chữa. Dây ở đây thì anh em, dây nó là dây hai lớp. Anh em nhìn nó bị rách ở bên ngoài nhưng mà bên trong nó vẫn còn một lớp dây nữa nha. Đó. Ha. Con này là điện 12 24V đều được. Đây, ở đây thì nó cũng bị rách nè. Đó, con này giá của nó là 1.800.000. Thì khi mà anh em test bình á, mình thử luôn cho anh em. Đây. Cái này là cái cực đây, cái này là cái cực để mình lấy cái này đi cho nó dễ, cái bình này cho nó dễ. Cái bình kia kẹp nó hay bị đổ. Cái xanh là cái âm nha anh em. Đây. Mình sẽ kẹp vào. Đó. Kẹp vào đây. Cái khi mà anh em kẹp vào á. Đây, nó sẽ lên cái số vôn. Cái bên cái kẹp đỏ của mình nó hay bị anh em biết sao không? Thiết kế cái bình này nó hay bị nó nhỏ quá, nó không có kẹp chắc được như này, nó khoảng không, nó quá nhỏ chứ không phải là do cái kẹp đâu nha anh em. Bà mày đấy. Đây. Đây mình sẽ giữ cái kẹp luôn nha anh em, thông cảm xíu tại vì cái chỗ của cái bình nó nhỏ quá. Đây, để mình vặn con góc này lên. Rồi đây, để khi mà anh em kẹp vô. Khi mà anh em kẹp vô đây, nó sẽ lên cái số vôn của cái bình anh em đang ấy nha, và anh em test. Đây. Ví dụ như nó gạt kim về đỏ, mức đỏ là cái bình này nó đã hư rồi.
còn nó mức màu xanh thì nó sẽ là hoạt động ok. Đây không, mình phải vặn về 5 ampe nè, đó nó sẽ gặp về ha. Cái này anh em bấm không quá 5 giây nha anh em, không quá 5 giây thì nó sẽ biết được cái bình của anh em còn cái lưu lượng không. Còn khi mà anh em test bên này nè thì anh em sẽ dùng để bấm coi thử cái bình nó còn trữ được ampe hay không ha. Cái này thì nó dành cho mấy cái bình lớn nè, bình này thì quá nhỏ. Đây anh em bấm vào là cái bình này nó đã hư, tại vì mình có hai cái bình hư mình để ra ngoài. Khi mà anh em thử 12V là cái bên đó, còn khi mà anh em nhảy qua 24V nè thì anh em gạt qua đó, nhưng mà nó sẽ sai đó, tại vì mình chỉ có bình 12V thôi ha. Đây ví dụ như anh em quay lên bình 150A thì anh em quay lên đây, còn cái bình này thì mình chỉ có 30A, có 5A thôi đó. Đó còn cái dây 24V thì anh em phải tiếp đất nha nè, anh em phải tiếp đất ở cái dây vàng này. Đây dây vàng này là dây tiếp đất nè, đó, tiếp mát á, tiếp mát của xe. Còn cái này là kẹp vô cái bình ắc quy ha. Thì cái này giá là 1,8 triệu, anh em sẽ sử dụng được cả 12 và 24 luôn. Mã số 22. Cái này là do cái bình xe máy, chứ nếu mà bình xe hơi thì anh em cặp vào nó dễ hơn, do cái khoảng không bên này nó rất là nhỏ đó. Như mình thử nhiều nè, cái cọc bình nó cũng hư, tại vì nó bị vướng những cái cạnh này rất là khó ha, chứ không phải là do nó hư hay gì đâu. Rồi tiếp theo mã 23. Mã 23 ở đây á, thì nó là một cái hộp, mình cũng chả biết là cái mẹ gì, nó có cái dây điện lung tung xà beng trong này. À, cái hộp này thì nó bình thường thôi, nhưng mà cái này mình rút ra được nha nè, hộp gỗ thì cái này mình sẽ rút ra được nè, anh em rút ra đó. Còn khi mà anh em gắn vào nè, nó như cái bàn lề của mình vậy đó. Đó thì anh em sẽ đóng lại thì nó sẽ bình thường, không vấn đề ha. Giá của nó là 400 nha anh em. Ở đây thì mình cũng không biết, mình tháo cái này ra cho nó dễ thao tác. Ở đây thì nó bên xung quanh nè, nó để chỉ là điện mua vô là 100V nè, công suất là 920W nè, 125V 10A, và đây là 152 độ C. Thì mình không có biết nó là cái gì, nói chung cái hộp đẹp thì mình mua về mình bán thôi. Đây là cái nguồn điện anh em cắm vào nha anh em. Ở đây nó sẽ có cái bảng mạch điện tử, đây mình sẽ cắm điện, mình bật nguồn luôn, mình bật nguồn. Rồi khi mà anh em muốn thử một cái gì đó, anh em bật cái công tắc này lên. Công tắc ở đây thì nó sẽ có cái bảng control led nè, timer là thời gian, lower là gì không biết, upper là gì không biết luôn, mình không làm luôn, chỉ biết ở đây là công tắc nguồn nè, rất là đẹp nha anh em. Bật nguồn thì ở đây nó để là timer, anh em nhìn thấy rõ không ta, tại vì bên ngoài thì mình nhìn rất là rõ. Ở đây nó là cái số 9 và số 3, mình sẽ chỉnh được nha. Cái timer này mình cũng chỉnh được luôn nè, đó anh em sẽ bấm để mình chiếu xa xa cho anh em nhìn rõ, số 9 với số 3 ha. Ở bên ngoài mình rõ lắm, tại lên hình anh em nhìn cảm giác nó mờ mờ. Mình sẽ đao nè, gạt xuống thì nó là hạ nè, về 9 nè. Về màu, tự nhiên nó chuyển qua màu xanh thì cũng không biết là mẹ gì luôn. Đó, về màu đỏ. Còn cái này mình muốn về màu đỏ thì mình up lên hết cho nó về qua màu đỏ. Đó, nó sẽ qua cái màu đỏ ha. Còn này màu xanh, còn thời gian cũng vậy nè. Về không nó sẽ kêu. Đó, còn 5 này thì không biết là 5 tiếng hay là 5 giờ, 5 tiếng hay là 5 phút hay là 5 giây. Về không thì nó kêu nha anh em. Đó. Thì hai cái đầu này nè, một cái dây điện nó ra cái thằng này. Đây mình đo thì nó vẫn có điện, mà mình không có biết nó xài cho cái gì, mỏ hàng hay là cái gì mình cũng chưa thử luôn. Đây đó, ví dụ mình đo cái vôn đi, vôn đi thì hai cái đầu này nó vẫn ra 100V nha anh em. Đó nó vẫn ra 103V, 102V. Đó còn cái thằng này thì nó cũng vậy, đó cắm vô này nó vẫn là 100V ha. Ở đây thì mình không có biết nó là cái gì. Đây là 05 nè, số 2 nè, số 2 bên ngoài rất là đẹp, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Anh em tăng chỉnh theo cái này, đó tăng chỉnh công tắc nguồn. Ở đây nó có cầu chì nên là anh em sẽ không sợ nó đứt hư hoặc là bất kỳ cái gì nha anh em. Nó gạt xuống là tắt, bỏ lên lại nó sẽ trở lại như cái cũ nãy mà anh em thiết lập đó. À, mình không biết nó là cái gì luôn, nó rất là gọn,
gọn, nó để trong một cái hộp dây zin rất là đẹp đó, nó trong cái hộp nó như vậy. Tại vì nhiều anh em sẽ nghĩ nó thiếu đồ nhưng mà thực sự không phải, trong cái hộp nó có dày hơn, nó nhét cái mớ dây điện này vô dày. Để mình đóng nó lại cho anh em coi, tại vì nó không có bị thiếu đồ. Đây, nó giống như một cái cục để anh em làm một cái gì đó, anh em có thể cài đặt hẹn giờ này kia thì anh em gài đó, nó rất là gọn. Đó, nó có cái tay sắt nữa. Đó, giá của nó là 400.000 nha anh em. Cắt ba cộng dây điện hòa tiền à, dây điện dẻo mềm. Rồi tiếp theo mã 24. Mã 24 thì đây là một cái bơm, bơm xe điện là 100V nè. Cái này cuối clip mình cũng sẽ test điện 100V. Cái này dành cho anh em mà không có cái bơm ở nhà thì giá của nó là 550.000. Đây đó, 0,6 MVA, bơm tối đa được là 100 kg, điện là 100V, công suất là 85W. Anh em nào mà có thời gian mà anh em chế, anh em mua cái biến áp nhỏ nhỏ, biến áp nhỏ nhỏ chừng 100W anh em nhét vô đây nè, tại vì trong này nó có cái khoảng không đủ để anh em nhét cái biến áp vô nè. Đó, thì anh em mà cắm nó vô thì anh em sẽ xài được 220. Nó rất là nặng nha anh em, nó là cái bơm xe mà nó rất là nặng. Thì con này là dành cho anh em bơm xe máy hoặc là xe hơi, nhà không có ấy, không có cái máy bơm kia. Đó, tổng quan nè, rất là đẹp ha. Thì con này chạy điện 100V là anh em sẽ bơm bánh xe này kia. Đây, đây, khi mà anh em cắm điện anh em sẽ bật cái công tắc, nó chạy rất là nhanh. Đó, kim nó lên nè. Đó, mình bóp lại cho kim nó lên à. Tay mình giữ không có nổi cái kim này. Đó, nên là mình tắt. Để chút nữa mình sẽ bơm xe máy cho anh em. Ở đây nó sẽ có hai cái đầu, một cái đầu để anh em bơm xe đạp là đây, cái đầu này anh em sẽ bơm xe máy. Thì chút nữa mình sẽ test cái xe máy cho anh em. Chạy êm lắm nha anh em, bơm rất là khỏe, nặng, nặng khoảng 2 kg mấy 3 kg á. Đó, nó là kẹt xài cơ, nó rất là mạnh, cực kỳ mạnh luôn. Cái buồng bơm của nó rất là lớn. Rồi, chút nữa mình sẽ test cho. Mã 24 nè, giá là 550.000. Rồi, tiếp theo mã 25. Mã 25 mà đây là một cái máy massage. Máy massage. Cái máy massage. Máy massage làm nóng cơ thể, nó là massage nhiệt nha anh em. Giá là 1.500.000. Đây của hãng Raku Hot. Đây. À, thì khi mà anh em cắm điện vô, con này để mình cho anh em coi cái thông số cái đã. Điện là 100V. Có 5 cấp bậc là 5V, 7, 9, 11, 13. Công suất là 3.6A. Đây, anh em mở cái này ra nha. Nó có một cái tay, cái tay nè. Và anh em cắm cái tay này vào cái, cắm cái tay này vào cái lỗ này. Đây, cái lỗ, nó sẽ có cái lỗ để anh em cắm. Đây. Rồi, anh em cắm vào. Và cái này anh em cắm điện 100V nha. Cắm điện 100V. Rồi, anh em bật công tắc. Ở đây nó sẽ có cái mức điều chỉnh cho anh em từ 0 cho đến 5, là 5 là nóng nhất. Đây, mình sẽ bật công tắc. Đó, nó sẽ lên. Thì khi mà anh em vặn nó sẽ lên từng cái cấp bậc. 1 nè, 2 nè. Nó sẽ chạy cái đèn, chạy đèn lên nha anh em. Mình bỏ, mình cho lên số 5 đi. Số 5 thì nó là cái mức nóng nhất, thì nó sẽ cảnh báo mình là nó nhiệt nó nóng nhất thì kim nó chạy lên và cái đèn thì nó sẽ lên đây. Anh em lên clip thì đèn nó chớp nhưng ngoài thì không bị nha anh em. Đó, và khi mà nó nóng á thì nó sẽ nóng ở đây. À, anh em sẽ dùng cái này để anh em ấn vào cái chỗ mà anh em cần cần nó nóng cái nhiệt á. Cái này nó nóng ở cái dạng ấm nha anh em. Đó, nó sẽ ra cái hình vậy. Anh em ấn nhẹ thôi. Đó, anh em phải đợi nó nóng. Đó, thì nó là cái massage ở cái từng điểm, nó giống như là bấm huyệt vậy đó. Ha. Đó. Thì cái này giá là 1.500.000. Anh em. Đó, nó hoạt động đầy đủ, hoàn hảo, tắt nguồn nè. Rồi anh em sử dụng xong anh em rút ra. Đó, thì cái đuôi này giống cái đuôi Amply. Ha, rất là giống cái đuôi Amply. Tất cả là đều là của Nhật.
Thì cái này nó cất rất là gọn. Đây, anh em sẽ cất vào đây. Nó như một cái vali anh em. Giá của nó là 1,5 triệu nha. Đó, hoạt động hoàn hảo. Ở đây nó có một cái cầu chì. Ví dụ như một ngày nào đó mà anh em tự nhiên cái không thấy điện nó lên này kia, anh em phải kiểm tra cầu chì ở đây. Đa số những cái thiết bị mà nó xài liên tục á, nó hay sẽ hay có cầu chì, để khi mà anh em bị đứt hay bị gì đó, anh em thay cầu chì nó dễ hơn chứ nó không ảnh hưởng tới máy ha. Bóp vào rất là đẹp, gọn gàng. Đó, giá mã 25, giá 1,5 triệu. Rồi, tiếp theo mã 26. Mã 26 ở đây thì một cái mình có một cái gọi là cái rulo cho máy rửa xe. Thì mình sẽ đo tổng thể cho anh em. Tổng thể cho anh em. Khoảng cách á để anh em sử dụng á, nó bằng inox 100% nha anh em. Là 15 nè. Chiều cao khi mà anh em dựng đứng lên hết cỡ nó khoảng tầm 37 nha anh em. 37 và cái tất cả đều là inox. Đây, nó sẽ có cái khoảng dưới này để anh em bắt cái chân của nó. Đây đây, đây anh em sẽ bắt cái chân. À, cái chân này, cái lỗ khoan này thì anh em sẽ mình sẽ đo cho anh em khoảng cách của cái chân á, tại vì nó mình phải lật ngược lại nên khó là 30 nha anh em. 30 đó, lỗ ốc và lỗ 10 ly, anh em có thể khoan thêm ra một xíu là 9-10 ly hay gì đó, thậm chí anh em bắt ở ngang cũng được, tại bên hông ngang nó cũng có lỗ cho anh em bắt đó. Thì anh em sẽ bắt cái này, nói chung là anh em phải bắt lên thì nó mới vững nha anh em, chứ còn để như vậy thì cảm giác đây anh em phải bắt cố định, ví dụ như anh em bắt xuống sàn này kia đó, thì ở đây nó sẵn khớp xoay cho anh em luôn, thì mình bán với cái giá là 2 triệu. Nó cái này full 100% bằng inox nha anh em. Ở đây nó chỉ có khớp xoay để anh em, đây mình sẽ mở cái khớp xoay này ra, anh em vô dây rồi anh em gắn cái khớp xoay. Khớp xoay này là khi mà anh em sử dụng á, mình ví dụ anh em có xoay cái rulo như vậy thì nước nó cũng không xì ở đây, nó quan trọng nhất là cái khớp xoay này đó. Mình ví dụ nha, bây giờ anh em không muốn lấy cái khớp xoay này cũng được, mình sẵn sàng trừ ra 500.000 cho anh em, tại vì cái khớp xoay này nó rất quan trọng. Anh em ví dụ như anh em mua một cái khớp xoay mà của Trung Quốc á, anh em xài một thời gian nó xì, anh em phải tháo cái này ra, mà cái tháo cái này ra nó rất là cực, anh em phải thu hết dây, xong rồi cái phần này cũng vậy, anh em mới tháo ra thay khớp xoay tiếp, xong rồi gắn vô lại đó. Cái khớp xoay này, khớp xoay này của Nhật. Còn anh em nào mà có khớp xoay rồi á, anh em không muốn lấy cái khớp xoay này thì cứ trừ ra 500.000 thôi, mình lấy cái khớp xoay này để mình xài cho cái việc khác ở cái máy rửa xe của mình ha. Cái đó là mình nói thẳng, tại vì cái công mà xử lý những cái khớp xoay xì nó rất là cực, nó mệt lắm đó. Còn cái này nó có cái chức năng là khóa luôn nha anh em, khóa khớp thì cuối clip anh em sẽ coi. Thì cái này full bộ là bằng inox, từ tất cả con ốc này này kia trừ cái phần khớp xoay này, cái này thì mình để cho anh em là bằng inox luôn rồi đó, tất cả đều bằng inox nha anh em. Ốc ác này kia khung, trong này cũng vậy, chân này kia khung là inox hết đó, tay quay này kia ốc inox luôn, tay quay ha. Đó thì anh em sử dụng ở cái môi trường mà nước, hoặc là trong cái môi trường ẩm ướt, hoặc kể cả nước mặn luôn, cái rulo này thì nó cũng không có bị ảnh hưởng gì đó. Nó sẽ khác với cái rulo sắt và giá nó mắc hơn rất là nhiều, tại vì cái đồ inox thì lúc nào nó mắc hơn nha anh em. Còn mà nói chung nó tùy cái nhu cầu mỗi người, tại vì cũng có rất là nhiều anh em bất lịch sự, nói thẳng luôn thì cầm anh em muốn rẻ hơn thì anh em cứ cởi cầm 2 triệu ra kêu cái chỗ làm inox đó, mày làm cho tao cái khung này giống giống vậy, quay được trơn tru thì khi mà làm xong rồi nó có giá 2 triệu không thì mình không biết nha. Đó, tất cả đều là như vậy. Chị như vậy là chị giao cho anh em thôi nha. Còn chút nữa mình sẽ thử là lúc mà mình tháo xuống, mình quay một cái clip trước đó để mình tháo xuống là thực tế trên cái máy rửa xe của mình cho anh em coi. Ha, mã số 27 26 giá là 2 triệu. Rồi, mã số 27. 27 ở đây thì mình có một cái máy hàn bấm chạy điện 220, giá là 6,5 triệu. Con này mình bán lâu lắm rồi, thực ra mình bán từ hồi tháng 7 hồi trước dịch đó. Nhưng mà tại vì khách họ đặt, khách quen thì mình cũng giữ lại đó, cũng không có yêu cầu chuyện tiền. Xong rồi lúc qua dịch mình hỏi có lấy không, mình giao lên họ kêu lâu quá thôi không lấy. Mình cũng hiểu, tại vì nó nằm trong cái đợt phong tỏa nên là mình cũng bó tay, mình cũng không có ép làm gì, để mình bán cho người có nhu cầu thực sự hơn thằng anh em ha. Và người đó thì mình cũng chặn rồi.
chung không lấy cái gì cũng phải báo mình tiếng, nó rất là dễ, mình rất là dễ. Nhưng mà mình không có thích lùng cung. Rồi thì cái con này là điện 220 ha, con này của Pháp nguyên zin. Thì trước mình cũng có test qua rồi, thì cuối clip mình sẽ test lại con này của Pháp. Đây, điện là 200V nha. Anh em xài 220 là bình thường không vấn đề. Đó, mặt in front. Đó, con này là máy hàng bấm. Thì anh em sẽ sử dụng cái hàng bấm để hàng những cái tiếp điểm á, mỏng này kia, thì chút nữa mình sẽ test cho anh em. Con này là anh em hàng tối đa được là 3 ly thôi nha anh em. Tối đa cái miếng thép mà anh em 2 tấm thép hàng, anh em miếng sao dày cộng lại là 3 ly thôi. Còn hơn nữa thì nó sẽ không có hoạt động được nha anh em. Đó, ha. Con này ngoại hình nè. Ngoại hình đây, mình sẽ quay cho anh em. Thì nhìn nó không có được đẹp mắt lắm, nhưng mà chính vì nó chạy điện 220. Đó, và của Pháp. Đó. Ha, tất cả đều nguyên zin, không có sửa chữa cái gì, chỉ có đứt dây nguồn thôi. Ha, cuối clip mình sẽ test cho anh em luôn. Đó, giá của nó là 6,5 triệu nha anh em. 6,5 triệu, mã 27. Những cái nào cuối clip mình test mình sẽ bỏ riêng ra. Rồi anh em nào muốn coi công dụng hoặc cái máy anh em quan tâm á, thì anh em cuối clip anh em coi, nó rất là dễ dàng ha. Rồi tiếp theo mã 28. Mã 28 ở đây á thì mình có một cái thang dây, giá là 1,7 triệu ha. Cái thang này thì nó có hai cái móc này, để ví dụ như anh em móc vào những cái vật cứng hay gì rồi anh em thả nguyên cái cuộn dây thang dây xuống. Đây. Cái này mình làm biến mình lấy ra, tại vì biết anh em biết xem nó cực, rất là cực, nó rất là đuối luôn. Thì cái này nó sử dụng là sợi cáp nha anh em, sợi cáp nên nó rất là chắc. Đây anh em nhìn cái sợi cáp của nó nè, bên trong là nó bọc cáp. Sợi cáp này dày khoảng 6 ly, 8 ly anh em, 9 ly. Cáp này cáp chín. Đây cáp này cáp cáp 6 ly, à, cáp 6 ly. Đó, nếu mà tính luôn cái phần bọc bên ngoài thì khoảng 80 mấy, tại nãy mình kẹp lộn. Đây thì cái này anh em sẽ móc vào cái lan can hoặc là cái gì đó cho nó chắc, và cái này anh em sẽ thả xuống. Thì cái phần này nó sẽ đạp vào tường nè, nó sẽ lòi ra cái khúc này để anh em đạp chân lên. Cái này bằng nhôm, cái này bằng nhôm và cái này bằng sắt. Đó, ở đây nó còn nguyên cái cục dây giữ cái này luôn. À, đây mình mở ra. Thì cái cột này á, chiều dài của nó là 3,6 m nè, nặng là 7 kg nha anh em, có nghĩa là nó khoảng một tầng lầu. Hoặc là anh em thả để leo xuống đâu đó bám vào tường, những cái địa hình mà nó không có bằng phẳng thì anh em phải dùng thang dây á, thì cái này rất là ok ha. Đây cái sợi cáp rất là đẹp nha anh em, không tật lỗi, không có gì hết. Có điều cái này là mình chưa vệ sinh, tại vì nếu mà cáp mà mình rửa nước lại á thì nó rất là đẹp, nhưng mà bù lại thì nước nó sẽ bị dính ở trong đó, nó sẽ gây sét ha. Tại vào cái này mùa mưa mình không có phơi được, nên là mình không có rửa luôn nha anh em. Đó thì cái này anh em cứ để nguyên, anh em sử dụng là bình thường thôi, không có cái vấn đề gì hết. Đó, cái thang này thì nó dài 3,6 m nha anh em, là một tầng lầu. Đó, nó rất là gọn, rất là đẹp, tại vì nó xài cáp nên nó sẽ không có bị khô. Rồi tiếp theo mã 29. Mã 29 thì ở đây mình có một cái sạc bình, có cả chế độ kích bình luôn. Thì cái này thì nội thất bên trong nó xấu nha anh em, nhưng mà được cái nó nguyên zin ha, nó nguyên zin. Mình nói trước bên trong nội thất nó xấu, nó của Nhật. Đây nó sẽ sạc được là 6V hoặc là 12V, cầu chì đầy đủ, đèn báo hiệu nè. Cuối clip mình cũng sẽ test cho anh em luôn tổng quan. Anh em có thể về sơn lại hoặc là để nguyên cũng được, không vấn đề. À, đây nội thất nó cực kỳ xấu, nó rất là nặng, nó của Nhật. Đây điện là 100V nha anh em. Đồ điện mình bán thì anh em chịu khó coi kỹ đồ điện, tại một số anh em chốt xong rồi hỏi điện 200, 110 này kia thì nó rất là phiền. Thì cái này nè, cái cọng dây bình của nó rất là to nha anh em. Cái dây sạc đó, dây sạc của nó là bằng một cái dây kích đề xe ô tô luôn. Dây sạc này là tới 8 ly, dây zin. Nó 8 ly có nghĩa là như mình nói á, là cái này nó rất là lớn. Đó. Cái dây của nó rất là lớn. Đây mình sẽ mở ra cho anh em coi nội thất bên trong. Thì như mình nói cái nội thất bên trong á nó xấu. Nhưng mà nó được cái là nó cái cơ cấu nó chắc lắm anh em. Như cái cọng dây sạc bình nè, nó rất là to, nó to hơn những cái loại sạc
mình từng bán. Như anh em nào mà trước có mua mấy cái sạc lớn của mình á, anh em có thể đo kích cỡ dây là thua con này rất là xa. Đó, bây giờ mình sẽ mở cho anh em coi bên trong. Tại vì bên trong nó xấu lắm, cực kỳ xấu luôn. Nhưng mà nguyên zin. Đây, đây bên trong ở đây. À, bên trong rất là xấu, chỉ có cái mặt niếc này kia là đẹp thôi. Còn cái phần vỏ này, nó bị xấu ở cái phần vỏ, anh em thấy không? Thấy cái chỗ tay mình chỉ dưới đáy không? Đó, còn dây đồng này kia thì rất là đẹp ha, không vấn đề. Đó, cái mặt miếc của nó, con này là con cơ nha anh em. Cái mặt kia chỉ là mấy cái công tắc gạt thôi, chứ không vấn đề gì đâu. Đó, dây của nó dây zin nha anh em. Dây zin, không có hàng, không có gì hết. Đó, nhưng mà bù lại thì cái ấy nó rất là nặng và dây, sợi dây nó rất là to. Cái cọc dây nó cũng nửa tiền cái máy rồi nè. Ha, thì cái này đóng lại, cuối clip mình sẽ test cho anh em luôn cả cái chức năng kích bình, sạc bình. Thì cái cọc dây nguồn zin của nó bị đứt nè, thì mình có bấm đầu cót lại, anh em cứ về yên tâm sử dụng thôi. À, còn này nè, anh em muốn đẹp thì anh em thay, còn không thì thôi cứ để vậy. Ha, tại vì nó rất là xấu nhưng mà nó được cái cọc dây rất là to. Ha, dây zin của nó, dây zin xấu, cực kỳ xấu luôn. Rồi, cái này thì cuối clip mình cũng sẽ test cho anh em luôn nha. Chút nữa mình đóng lại và mình quay cái clip test. Rồi, thì cái món cuối cùng, mã 30 này là một cái bộ ép cót của hãng Izumi. Thì cái này nguyên zin ha, thì giá của nó là 5,5 triệu. Thật sự á là cái này nó rất là đẹp, nhưng mà mình ẩu nên là nó có cái vấn đề đây. Là lúc mà mình về mình thử máy mình làm rớt ha, nên nó bị nứt cái này. Chính mình làm rớt luôn nha anh em. Nên là mình bán với cái giá để anh em tự xử lý. Thì cái này lực ép của nó là 5,5 tấn pin zin DC 14,4V, công suất là 200W nha anh em. Đó, hoạt động là hoàn hảo. Đó, thả chạ về. Đây ha, thì pin zin, sạc zin là 100V. Tất cả sổ sách này kia còn đầy đủ, đầu đầy đủ luôn. Đó, thì nguyên bản của nó thì nó rất là đẹp, cái này rất là hoàn hảo. Nhưng mà mình làm rớt, mình thử máy mình cầm á, tại vì nó nặng, mình cầm trên tay mình trượt tay rớt nên là nó bị nứt ha. Giá 5,5 triệu, nó bị nứt đó, nó không ảnh hưởng gì lắm. Bây giờ mình sẽ thử cái cót này. Cái cót này là rất là lớn, cót này có nghĩa là 60. Đây, mình sẽ thử ép cái dây đồng này cho anh em. À, pin zin nha anh em. Thì mình sẽ kiếm một cái đầu của nó là đầu, nó để là đầu 60 hay gì đó. Đây, nếu mà cái đầu này nó để 60 thì anh em lựa đúng cái đầu nha anh em. Cái này luôn, thì cái này là một bộ nè. Đây, cái này là một bộ của nó nè. Thì anh em sẽ đặt vào đây. Đây, anh em sẽ rút cái chốt lên. À, anh em mở nó ra, anh em sẽ đặt cái đầu vô. Cái này nó đủ đầu nha anh em, nó từ 8 cho tới 8 cho tới 60. Rồi, anh em mở lên rút vô. Rồi, bây giờ mình sẽ bóp cho anh em cái cót này nha. Đây, chưa hoàn toàn là chưa có bấm. Thì đầu tiên anh em sẽ đút cái cót vô trước. À, đút cái cót vô. Anh em bóp nhẹ cho nó giữ cái cót lại. Rồi, như vậy ha, anh em sẽ đút cái này vô. Nói chung anh em bấm đúng cót đúng đầu thì nó mới chắc được nha anh em. Cái lực của này là tới 5,5 tấn lực. Đó, mình đút hơi ẩu nên là mấy cái cọng dây đồng nó tưa ra. Đây, rồi sau khi đút vô nè, mình bóp nè. Đó, rồi sau khi ép xong nè, trả lại. Rồi, anh em lấy cái đầu cót ra, rất là đẹp nha anh em, cực kỳ đẹp như zin luôn. Và đây nó ịt số luôn, 60. Đó, rất là đẹp như zin. Anh em nào mà mở làm mấy cái máy điện mà 3 pha này kia của Nhật mà cỡ lớn, anh em mở ra đầu cót nó bấm như vậy, cái lực ép ở trên đây là 5,5 tấn. Đó, mấy cây nó không bị chày thì ở đây nó sẽ để là 5,5 tấn đó. Đó, pin zin tất cả là hoạt động hoàn hảo. À,
thành phẩm của nó đây nha anh em. Đó, rất là đẹp. Ở đây nó có đóng số luôn, 60. Là cái cỡ cót này là 60 nè. Cái trên cái cót này anh em cũng 60. 60 là cái đường kính cái lỗ ha. Đó, 10 là cái đường kính cái lỗ này. Đó, rất là đẹp. Con này giá 5 triệu rưỡi nha anh em. Con này là đầy đủ đầu. Nó sẽ đóng từ cái đầu số 8, 8 ly á. Đây, đầy đủ đầu 8 ly nè. Thì nó sẽ ép một cái số cái cót ở trong gia đình mình nữa, ví dụ như đường dây điện tổng này kia á. Đó, đây 8 ly đâu. Đây nè, số 8 nè. Thì anh em khi mà bấm, anh em lựa đúng số là được. Vô là nó sẽ ép rất là đẹp nha. Đó, đây nó có đóng số 8 nè. Con này giá 5 triệu rưỡi nha nè. Đủ đầu, không có thiếu một đầu nào cả hết. Thành phẩm ra rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Còn đây là một cái đầu khác của nó, nhưng mà mình chưa có test. Anh em nào cần thiết thì mình cạo cái này ra mình test tiếp luôn cũng được, không có vấn đề ha. Nhưng mà con này hoạt động hoàn hảo. Nhưng mà mình nói trước nè, nó bị nước ở đây nè. Mình làm rớt cái bụp, nước ở đây, nước luôn bên này, quá buồn. Ở đây nó có một cái nút khóa để anh em khóa lại nữa là anh em không có bóp được ha. Còn khi mà bình thường anh em ép nè, anh em bóp nó chạy lên đó, nó sẽ kêu sạch sạch sạch. Rồi anh em trả này ra, rồi khi mà gần hết pin nó sẽ báo ở đây nha anh em, nó chớp cái đèn đỏ. Pin này thì nó là pin pin niken, anh em có thể đóng lại, nhưng mà hiện tại nó đang là pin zin, hoạt động tốt, cầm tốt, không vấn đề ha. Zin chưa mở, chưa bung, pin zin luôn. Đó, rất là đẹp ha. Đó, khi mà về tới nó sẽ kêu cái sập thì anh em sẽ bóp nó ra lại. Rồi mở rút chốt, tháo đồ, rồi xong. À, con này giá 5 triệu rưỡi nha anh em. Bên trong là mới sổ sách nó đầy đủ, hướng dẫn đầy đủ, và cái thành phẩm của nó đây như zin, rất là đẹp. À, không ai biết cái code này là ấy luôn, rất là chuẩn. Rồi bây giờ mình sẽ tới những cái món đồ kia mình sẽ test cho anh em. Rồi thì bây giờ là cái đồ hơi đầu tiên ha. Anh em sẽ tháo rồi cái này cũng được, trước khi ấy anh em sẽ bơm vào. Đây anh em cặp cái này vô và anh em bơm vào cái đây thì anh em bóp lại. Đây anh em giữ nhẹ thôi cho nó bơm, cho nó vuông góc thôi. Đó, rồi sau khi anh em bơm xong anh em sẽ đo, cái này gọi là cái cây đo hơi chính xác hơn. Đó, anh em sẽ thả xuống cho nó, đây cho nó vuông góc nha anh em. Ví dụ như cái này 3 kg, anh em xả ra 2,5 kg. Đó, ví dụ như xả ra hết cũng được. Đó, đó anh em xả về 1,5 kg nè. Rồi nhấc ra ha. Rồi muốn bơm vô thì rút cái này vô bơm vô. Mình thì thường nó lên tới 4-5 kg lận anh em, để mình bật cái máy bơm. Đó, em chỉ cần giữ nó vuông góc đó là được. À, rút ra đo thôi. Đó, mình sẽ về lại 3 kg ha. Về lại đây 3 kg. Rồi ha, hoạt động là hoàn hảo nha anh em, chính xác. Cái này nó hai chức năng, vừa bơm vừa đo, nó gài vô được nha. Ở đây nó có cái khớp gài. Đó, người ta đã làm cho nó gài để nó giữ vô ha. Nguyên bộ giá 700.000, đồng hồ đo tối đa là 6 kg thôi nha anh em. Cái này nó có một cái đặc biệt nữa là khi mà anh em chiếu cái đèn vô á, để mình bật cái cây đèn pin mình chiếu vô coi. Khi mà anh em chiếu đèn vô nó sẽ sáng cái mặt mặt này. Ví dụ nha. Đây. Ví dụ mình chiếu đèn vô đi. Chiếu vô. Ví dụ như trong tối hoặc là gì đó thì nó sẽ phát một cái ánh sáng dạ quang để anh em coi rõ trong cái đêm. À, anh em thấy cái dạ quang không? Đó, tại vì ánh đèn nó chỗ đó nó sẽ lên cái màu dạ quang. Này là trời nắng vào rất là đẹp. Rồi
Rồi, bây giờ mình sẽ test cái khò ga này, xài cho bình ga mini thông dụng của mình nha anh em. Đó. Đây, mình sẽ bỏ qua đây. Của Nhật nha, giá 650. Cái này nó hư chức năng IC rồi. Anh em có thể dùng hộp quẹt anh em mồi, tại vì cái lửa nó rất là mạnh. Mình sẽ test thử trên một cái thanh inox cho anh em. Để anh em biết cái lửa của nó rất là lớn. Đây, mình ví dụ cái này cho nó dễ. Rồi, để mình kẹp vào mình test luôn. Đây, rồi. Cái này anh em cò cao rất là đã. Anh em cần cái nhu cầu mà cò lớn á. Đó anh em chỉnh nhỏ. Đó, rất là đẹp ha. Đó, anh em thấy nó đỏ, cái lửa này nó tới mấy ngàn độ nha anh em, ngàn mấy độ đó, thấy không, đỏ rực luôn đó, rất là đã nha anh em ha. Cái này hoạt động là hoàn hảo, ok. Mỗi cái hư IC thôi thì anh em phải dùng mồi như mình nói nãy đó, chứ cái này khò rất là sướng. Rồi, cái này mình sẽ test cái này là dày khoảng 1 ly nha, 96. Cái này cũng dày khoảng 1 ly. Bây giờ mình sẽ mài cho hai cái tiếp điện này nó khớp vô đây ha, để nó dẫn cái điện như này. Nó mình sẽ mài cho nó ăn cái tiếp điện nó được, tại vì cái này nó đang có sơn tĩnh điện ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhập vô đây mình cửa hàng thì tổng cái này nó sẽ khoảng hơn 2 ly. Đây. Đó anh em ấn bao nhiêu đó thì cái này nó dính rất là chắc, anh em thấy không, cực kỳ chắc đó, anh em thấy không, rất là cứng luôn nha, cực kỳ cứng luôn, nóng bò mẹ, mới có xíu, mới nhấp có mấy giây à. Đó, cái này là 2 ly, tối đa là 3 ly, tại vì lần trước mình thử là 3 ly, còn cái miếng đó thì mình không có thấy nữa. Cái này là miếng kê tụ của mình lấy ra đó anh em thấy không, nó đúng ra nó phải có một cái tiếp điểm nằm chính giữa nữa, nhưng mà khi mà hàng cái này xong anh em mài rồi sơn lại là vô tư, ok. Rất là chắc đây nha, anh em có thể thấy rất là rõ ràng. Cái này điện 220 bình thường nha anh em, hàng tối đa là 3 ly, ví dụ miếng này ly rưỡi thì nó sẽ thành là 3 ly, nhưng mà anh em xài mấy cái miếng có sơn này anh em phải mài, giống như mình mài ở đây nè, đó mình mài ha, mài cho nó ăn, chứ nó có sơn là nó không có ăn ha. Con này giá là 6,5 triệu, hoạt động hoàn hảo, không vấn đề nha anh em, mỗi tội ngoại hình hơi xấu thôi đó ha. Cái tay chỉnh này chỗ này nè, ví dụ như anh em hàng cái vật liệu dày thì mà tăng chỉnh nặng nhẹ đây đó, tăng chỉnh nặng nhẹ đây nha anh em. Thì anh em sẽ bóp cái này, độ dày độ nặng là ở đó, anh em về có thể vệ sinh thêm ha. Đó, hoạt động hoàn hảo, dày 2 ly bấm cái mù à. Rồi xin chào tất cả anh em. Bây giờ mình sẽ test cái rulo hơi cho anh em, rulo nước cho anh em. Thì cái này nè, nó có một cái chức năng, nó 100% bằng inox nha anh em. Cái này là mình quay trước khi mình tháo xuống. Đây. Ví dụ như anh em sẽ khóa, nó có một cái
để anh em khóa đây, thì anh em sẽ không có quay được ha. Đây nó khóa dây, anh em sẽ kéo không được, thì anh em ấn anh em sẽ quay được tiếp nha, thu vô hoặc là gì đó. Thì cái đường kính nó khoảng 30, anh em bắt lên máy nó mới chắc nha anh em, chứ còn để ngoài không thì nó cảm giác nó lỏng lẻo. Cái này nó inox nè, cái này anh em sẽ thu được khoảng từ 20 đến 30 mét dây tùy cỡ dây. Dây ở đây mình đang thu là khoảng tầm 20 mét ha, nó vẫn còn một khúc nữa đó. Ở đây nó có một cái khớp xoay đây, mình anh em sẽ thấy nó xoay, nó xoay ở đây thì nó sẽ không có bị chảy nước ở đây nha. Khi mà giao cho anh em là thắt từ cái đoạn này đi vô ha, từ cái khúc đồng này đi vô này của anh em. Còn cái khớp này thì mình gắn sang cái chuyện khác của mình, nó không bao giờ gồm cái khớp này và dây ở dưới lên nha anh em. Cái này 100% bằng inox nha anh em, có khóa dây. Đây kích thước hai lỗ của nó, hai lỗ ốc mình đang bắt đây ha. Bây giờ mình sẽ thử áp cho anh em, mình sẽ thử áp đó. Áp đây mình đang chạy 100 để... mình đang không có chỉnh lên được rồi đó. Nha anh em, hoạt động bình thường nha, không lỗi lầm đó, không xì sọt đây à, không xì đó. Anh em cứ ví dụ như mình thu dây vô nè, thu dây vô thì quay vô đó, vậy thôi tắt ha. Đó thì nó là cái dây rulo rửa xe anh em gắn ở trên máy. Cái này dây thì mình cuộn nó hơi ẩu nên là nó bị rối ở đây, thì sẽ không bao gồm dây cho anh em. Đó rất là chắc chắn nha. Cái này nếu mà anh em cuốn kỹ vô nó được khoảng 30-40 mét dây luôn á, tại vì mình cuốn nó hơi ấy, nó hơi bị rối đó, bên trong nè vẫn còn rất là nhiều đó. À, inox full nha anh em, từ chân đế này kia, nên là anh em để ngoài nắng ngoài mưa gì thì anh em cũng không có sợ bị tình trạng là sét hoặc là ấy. Lâu lâu anh em vô mỡ mấy cái khớp này thôi cho nó trơn tru thôi ha. Như mình đang ở đây là lớp mỡ nè đó. À, mình sẽ gắn sang cái cuộn lớn hơn để mình xài từ đầu nhà đến cuối nhà mình khoảng 25 mét dây. Thì mình sẽ cuốn cái dây lớn hơn, dây lớn hơn thì vô đây nó không có vờ nha anh em, chứ nó không bị gì hết nha, nó vẫn xài bình thường. Rồi đây nha anh em, thì mình tháo ra cho anh em coi cái nội thất bên trong là nó zin 100% luôn, mình chỉ thổi bụi thôi nha anh em. Đó, đây than nè, than còn rất là dài nha đó, mình chưa vệ sinh luôn, than còn cực kỳ dài, than rất là dài đó. Đây nè, than ở đây nè đó, một con máy 12V chạy cực kỳ êm ha. Cái này là mình mở cái nội thất kiểm tra cho anh em cứ để nguyên luôn không phải gì, tại vì mình kiểm tra bụi biết này kia rồi, không có cái vấn đề gì đó. Con này mini gọn ha, đi đâu cũng xài được, rất là ba cháy bộ chiếc nha anh em. Đó mình mổ nội thất ra để cho anh em coi, nguyên zin chạy cực kỳ êm, motor nhỏ gọn đây ha, hai ngón tay của mình nè rất là gọn ha, bích được cái motor luôn, tô rất là lớn. Rồi rồi thì bây giờ mình sẽ test cái chức năng sạc cho anh em ha, cái chức năng kích bình cho anh em. Thì ở đây là anh em sẽ vặn cái này về ha, về cái đồng hồ nè, về đây, cái này là hiện giờ nha anh em, không có hiện giờ, và anh em gạt xuống cái này, gạt xuống nó lên cái dấu màu đỏ, thì anh em sẽ coi lại cái clip này nha để anh em biết cái chức năng sạc của cái này đó. Và đây anh em sẽ gạt xuống 12V ha, on và off nè đó. Rồi chị bật tắt nguồn ở đây đó, bật nguồn à. Rồi thì khi mà anh em để xe lâu á, để xe lâu, ví dụ mình tắt nguồn để xe mình để lâu, mình muốn kích đề đúng không, anh em vặn cái này không lên được, thì anh em sẽ phải đạp một cái nha, đạp nhẹ một cái thôi, sau đó nó sẽ tự kích đây đó, bấm đề luôn à. Đó nha anh em, đó là ví dụ nè, xe anh em mà hết bình đúng không, coi như hết bình, thì anh em gạt xuống cái nút kích nè và anh em đề ha. Bình xe máy thì ở đây không có còn nha anh em, đó mình tháo bình ra rồi thì anh em thấy đang kẹp vô xe nè, rất là rõ ràng và chi tiết cho anh em đó. Thì bây giờ mình sẽ vận chìa khóa thì nó vẫn đề, thì anh em sẽ bấm đề bình thường thôi đó ha.
Còn ví dụ như mà anh em có lỡ quên cái cầu chì nè, ví dụ như anh em mà không có ấy đúng không, anh em gạt lên đây và khi mà anh em mở nó vẫn được nhưng mà nó không có đề được nha. Và cái này thì chức năng này nó đứng hình luôn ha, nó đứng hình luôn, nó không có lên. Thì lúc đó anh em sẽ bấm cái cầu chì vô, anh em tắt nó đi cái ha, anh em tắt nó đi lại cái, thì anh em sẽ coi cái này để anh em nhớ nè. À, cái này thì nó đã không còn có lên cái chức năng này nữa. Lúc này anh em sẽ phải đạp một cái nha anh em, tại vì cái này là nó đã bị quên cái kích đề là khi mà mình bấm qua sạc á đó. Đó, lúc này mình sẽ đạp nhẹ một cái nè, đó rồi mình đạp nhẹ một cái ha, đó thì máy nổ, đó nó sẽ lên lại nha anh em. Để cái cách xử lý của anh em khi mà anh em để sạc mà anh em đạp á đó em, chứ nó không phải bị gì. Một số anh em nếu mà anh em không biết, anh em để quên cái chức năng sạc thì khi mà anh em rút á, cái cầu cầu chì nó sẽ nhảy đó, cầu chì nó sẽ nhảy, nên là anh em sẽ phải đạp nhẹ một cái thôi. Một cái thì bây giờ nó đã trở lại như bình thường rồi nè, nãy là mình thử cái chức năng của cái cầu chì nha anh em, đó thì nó rất là bình thường đó. Ví dụ như xe này em hết bịch, dây này dây lớn nha anh em, dây lớn anh em có về có thể thay cái cặp này, tại vì cái cặp này thì nó hơi xấu thì mình sẽ để về chế độ sạc lại nha. Đó, về lại 6V thì anh em sẽ coi cái clip này để biết cái cách hướng dẫn sử dụng của cái sạc này, tại vì nếu mà anh em có quên á thì nó cũng không có bị hư cái gì hết, nó chỉ là bị nhảy cái cầu chì này thôi. Anh em bấm nó lại rồi xong anh em đạp một nhẹ một cái là nó hoạt động bình thường. Còn cái chức năng này chức năng sạc nè, bây giờ mình lại ha, chức năng này là 6V và 12V, chức năng này là sạc. À, sạc ở trên và kích đề là dưới, chức năng này là hẹn giờ tự tắt đó, và đây là công tắc nguồn. À, rất là rõ ràng, đây là cầu chì khi mà quá tải. Dòng này của Nhật bên ngoài thì xấu nhưng mà bên trong kết cấu nó đẹp và cái công năng của nó rất là đã nha anh em. Rồi xin chào tất cả và hẹn gặp lại.